À, xin chào quý vị, anh chị cô chú quay trở lại kênh của Viết Phú. Này thì em đi quán đồ cũ mua cái dây từ loa vi tính từ dây 350 một đầu vào hai đầu ra và cái súp để về em nghe em tiện có mấy cái đồ em quay quý vị cùng tham khảo một chút. Nhiều anh cũng có hỏi về mấy cái bộ dàn mini rồi mấy bộ loa Victor bằng màng gỗ, thì đây có mấy cái em quay quý vị anh chị của chú cùng cùng coi tham khảo. Thì ở đây có cái bộ Victor EX-A1 này, giá 6.600 cả thuế, 2003 sản xuất này. Loa thì là 30W cộng 30W Nishita. Đằng này thì có đầu của DVD CD luôn quý vị nhé. Màn hình LCD ở đây, LCD LED đây, thì xuất lực là 60W. Tuy nhiên thì con này thì nó chỉ có cái đầu thôi, đi kèm vào cái remote thôi, thì không có loa đi kèm. Con này có chức năng này AUX này, AM FM này, CD DVD dùng được này. Đấy, thì 6.000 một cái dàn không có loa con. Thì ở đây có dưới có thêm một bộ JBL SAS101, con này xuất tầm 130W, 65W nhân đôi. À đây là cái này chèn để cho nó đỡ va đập. À này còn trong cái bóng còn nguyên, đây là chưa sử dụng sao. Đây nó chỉ một cái một cái dàn và cái dàn gồm hai cái và cái remote nữa, chứ không thấy có loa đi kèm. Hơn là cái này nó là không thấy là không nguyên như này thôi quý vị ạ. Nó hình như nó đính tích hợp trong này hết rồi, chứ không có loa đi rời, vì trên này nó không có ghi là chỉ bán cái dàn không như cái bên trên. Đấy, thì đây có hai cái, trên này là một bộ dàn Panasonic. Nhiều tất nhiên có nhiều anh hỏi về dàn mini, tuy nhiên thì cũng không có nhiều lắm ở các cái quán mua đấu giá thì nó có nhiều, tuy nhiên thì cũng đôi lúc là cái giá nó không được hợp lý lắm nên em cũng chưa mua nhiều. Thì là Sonic này thì đời 2007, không có Bluetooth, có AM FM, CD SD, ST, AUX. Bên này có gì đấy, Panasonic SD Stereo System SA-PM 730 SD. Bên này có logo Eco đây này nữa. Bên này thì cũng không có gì đặc sắc lắm, CD thôi, CD FM AM, CD MIDI. Không có Bluetooth, không có gì đặc sắc lắm. Mấy dàn này thì chắc chắn là ở ta này cũng ít người có nhu cầu. Bên này có một cái dàn của Pioneer đẹp này, mini Pioneer đẹp, đầy đủ hết, hai loa trắng con đẹp đấy, rất là mới, trên 9500. Con này thì cũng 6.600 luôn, sản xuất 2013, khá đẹp. Và con này thì chắc là mini China thôi, cũng không có gì lạ cả, vì bây giờ thì tìm được cái mini China không có mini China hơi khó, đúng là mini China. Nhiều anh cứ yêu cầu là made in Japan, nhưng mà những cái dòng đấy nó không sản xuất ở Japan thì lấy đâu ra, cái quan trọng là thị trường nào thôi, chứ còn sản xuất ở đâu thì cũng quan trọng, nhưng mà nó không phải là quan trọng thứ nhất. Quan trọng là xuất cho thị trường nào thì nó tiêu chuẩn của thị trường đấy thì nó sẽ quan trọng hơn. Con này thì dùng iPod, cắm iPod vào để nghe tiếp, có cổng USB, iPad này, audio in AUX. Đi kèm thì có dây điện và cái remote, có anten em ơi em. Dưới đây thì có cái bộ dàn Sony CMTS-BT40 này. Con này trước em cũng mua một cái rồi, về cho bác ở trong Bình Phước rồi. Con này khá đẹp, gọn nhẹ và âm thanh khá tốt. Tuy nhiên giá ở đây nó đắt, vì cái model này 2019
Chắc em mua nhỉ, 116 hay 15 nhỉ. Nó cũng còn mới tương tự như vậy nhưng mà nó rẻ hơn, nó một mấy trăm nghìn. Cái này 8.800 tương đương khoảng tầm 1 triệu 7 về Tâm Đồng. Hơn 1 triệu 7 về Tâm Đồng. Chưa kể cước, cước con này cũng cái da này nó rơi nặng tầm 6 7 cân đó, cả hộp. Đấy thì về Việt Nam nó rơi tầm 3 triệu mấy đó, giờ 3 triệu 4 triệu đó. 7 cân là rơi tầm 1 triệu tư tiền cước, cộng với cái này tầm 1 triệu 8 nhớ, chưa kể tiền ship trên này trên kia nữa. Đấy, nó rơi tầm đó, 3 triệu mấy 4 triệu đó. Khá đẹp. Con này thì chức năng khá đầy đủ. Có NFC này, có Bluetooth này, có CD, có radio FM AM, USB kết nối, AUX, đầy đủ hết. Nói chung con này là ok, em thấy con này ok. Cái loa trong thì cái căng hơi bị chặt. Em không 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 tháo được. Đây, còn bên này thì là một bộ Victor EX A3 này. Bộ này thì rất là ok luôn. Nghe rất hay. Và đặc biệt cái màng của nó là màng gỗ luôn nha quý vị. Dòng này thì loa màng gỗ rất đẹp. À, rất đẹp. Gỗ màu rất là đẹp. Đây có gì này? Gỗ này. Nó rất đẹp này, một đôi nó đây. Và cái loa nó này, núm vặn thì cũng dòng này có cái dòng Victor này thì có cái núm vặn khá là thiết kế khá là hay. Tròn này vậy, nó cũng hơi 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 khó vặn hơn ra cái dòng khác một chút. Con này thì là EX A3 đời 2008 quý vị ạ. Nó còn bảo hành 3 tháng. Con này thì DVD, CD ra. FM AM có thể nhớ, có USB, AUX, tuy nhiên không có Bluetooth. Đấy, khá đẹp, còn khá đẹp mắt. Cái bộ ở bên ngoài của nó cũng rất đẹp. Giá 1.3.500 là tương đương 2 triệu 1.3.200 tương đương 2 triệu 7 Việt Nam đồng rồi. Cái lệ cước còn bộ này khá nặng vì cái hộp thùng là bằng gỗ mấy khối và cái đế nữa cũng như cái đầu nó khá nặng. Đấy, con sản phẩm này thì chắc là tầm đến trên tầm 5 triệu đấy, khá đắt. Đấy thì mấy cái da mini vậy. Một số các anh có hỏi em quay thì em cũng nhân tiện em có em quay luôn. Đây có một gì đấy. Cái cái loa của Victor. Nó treo tường. Xuất lực là 80W. Không có remote. Đấy. Thiết kế khá là chất. 15W 4 ohm. Made in China. Đây hai bên có dây cắm đi vào đây. Dòng này thì dòng treo tường xem tivi cái thứ thì đây là có ghi này. Đây là một cái set loa luôn. Dây dòng treo tường này. Đấy, âm ly treo tường luôn. Nó là vừa là âm ly vừa là cái loa đi kèm đấy. Đây có các cái nút chỉnh của nó đấy. Đấy. Victor AX FT1 SP FT1 các quý vị. Đây, công suất cực đại là 20W nhân 4. Và remote thì không có, sản xuất đời 2009. Đi kèm thì có dây điện và cáp kết nối. Giá thì là 550.000 ở đây. Đấy, chưa bao gồm cước phí vận chuyển. Này, Việt Nam nó tầm 1 triệu gì đó. Cũng khá là rẻ, hợp lý. Trên này thì có mấy cái radio thôi, không có gì đặc sắc nữa. Hàng bên này thì loa đài, loa rất là nhiều. Đây thì loa thì vẫn nhiều. Đây có bộ bao gì đây? Ô, rẻ đấy. Nhưng mà con này thì rẻ, 121 này 5.000 thì quá rẻ. Tuy nhiên thì được cái là nó không được nguyên cái hộp với cái màng ngoài gỗ ngoài này. Đắt ra ở cái này nữa. Cái này nó bong rồi, bong hết rồi. Tuy nhiên nếu giá 5.000 em nghĩ vẫn hợp lý. Nếu mà bác nào mua để nghe thôi ấy, thì là hợp lý, rẻ. Bô 101 IT thì đắt. Victor gì đây. Còn loa Victor 9.000 là đắt đấy nhỉ.
mà được cái là nó cũng đẹp. Đó, con này thì nằm đây khá lâu cũng đẹp. Và bộ Sony 3000 rẻ đấy, bộ nó to. Con này thì cước cao hơn cả giá loa luôn, giá mới cũng giữ chứ, giá mới 40.000, tương đương khoảng tầm 9 triệu Việt Nam đồng một cặp vậy. Mà giá cũ bây giờ nó bán 3.000 ha, 3.000 ba 700.000, công suất 150W. Các đôi này thì em nhắc về thôi, về cái để nghe, khi nào bán được thì bán, không bán được thì để nghe, sau này mang về Việt Nam nghe tiếp. Sắc lực 90 decibel mà cũng giữ rồi chứ. Sản xuất 1986, giờ nó còn đẹp như này quý vị. Trời, cũng là người Nhật dùng hàng quá giữ luôn. Giữ mức đây, quý vị thể nhìn. Cái màng loa trong nó còn đẹp như này. 1986 nha quý vị nhá. Bên này thì có tép luôn. Đây. Có loa tép luôn. Các chị em mua đôi này về thôi. Quý vị nào có nhu cầu sở thích yêu thích em này thì sau khi xem video thì liên hệ với em nhé. Này thì em sẽ nhắc cái đôi này về. Bên này thì còn rất là nhiều cái âm ly gì đây, vang đây, cơ đây, Foster, Fortex, Spring bự, Rim ba bự, Channel 1, Channel 2, Input, Output, nặng các bạn, cái là nặng, nhẹ, nhẹ lắm, nó nhẹ lắm, nó chắc tầm 3 cân thôi, giá nó cao, giá nó là hơn 4 triệu bên này là quý vị, 4 triệu 2 giờ là, hai kênh. Các channel thì có cái chỗ vết bẩn bụi gì đấy, nhưng mà vẫn dùng ok này, âm rất bình thường này. Đầu này thì vẫn các cái loa to đùng trước giờ. Ví dụ đôi Piatone này rất là to chà bá luôn, này mấy chục cân, mà giá thì cũng hơn 4,5 triệu thôi, khá là rẻ. Còn bên này sang đến phần trống và chiêng gõ, lại còn loa treo góc tường Yamaha, rồi cặp bass rời này, cùng cả phân tân luôn. 11.000 năm nay, từ 11 triệu năm nay từ lâu lắm. Ai mua phải đắt quá, nó nặng. Còn bên này là cái quầy hàng hỏng của quý vị. Hàng sang đây kiếm một cái súp về nghe tạm. Hỏng nhưng mà nó chỉ hỏng cái phần nào đấy thôi. Còn dùng được thì mình sẽ mua về để nghe. Vì mình nghe không quá yêu cầu đây có con trong Sony ghê đấy. Sony nặng thế. Không ghi nội dung gì luôn. Còn bên này là trầm của màu acoustic SS10. Con này nằm đây khá lâu. Đây. Các kênh vào ra của nó đây. Khó giữ. Nói chung con này thì cá nhân em không thích lắm. Thì nó to cho bạn nó nặng. Chứ không phải là lời vì thích vì điều gì cả. Ở bên này thì có một con màu 501X này. Con Super Woofer, súp trầm đấy, súp phút đấy. Con này giá 3.300. Xem công suất nó nào. Sản xuất thì tại Birmingham luôn, Mỹ. Công suất 165W. Hóa dữ. Đây, cửa vào cửa ra đây. 3.300, hay là nhắc luôn đôi này ta. Nó bán hàng hỏng là vì nó bị có mấy cái vết xước này cũ này, thế còn âm thanh xuất bình thường, nó không ghi là xuất hay không hay cả quý vị nhé, ghi xuất âm bình thường thôi. Đấy, cũng có thể nhắc được.
Còn cái loa như kiểu loa tường này thì cũng ít có bác nào quan tâm mấy. Thế này thì cũng nhiều loa khác chứ không có súp súp ở đây. Súp thì có mấy con nằm vật vã đây. Cái con gì đây, Panasonic. Súp cả cái loa con này. Cũng đắt phết đấy, bán hơn triệu một cái bộ này. Nhưng mà hầu như không ai mua vì nó cả loạt này. Đấy, nó cả loạt đây. Dùng bên này được nhưng mà gửi mua gửi thì chết luôn. Đấy, cái này thì các cái đầu DVD rồi đầu CD rất nhiều mà cũng hầu như không ai mua. Trên này thì TV rồi máy chiếu rồi cái loa rời. Này thì em châm cứu nhất một đôi Sony Sony kia và bên này kiếm thêm cái mic cho mấy anh có hỏi nhưng mà đa số Audio Technica này. Nó cũng có thể là không được ngon lắm vì vì cái nó cầm nó không được chắc tay lắm, nó khá là lỏng ỏng nên là em nghĩ chất lượng nó không được tốt lắm. Nhưng mấy con loa chả bá này thì nằm đây nhưng mà giá này rẻ bèo, 2.000 một cặp này, 2.200 cặp này, 500 một cặp này. Đấy, Victor quý vị, Pioneer nhá. Rẻ thôi nhưng mà khó chơi. Đấy thì đây em xin kết thúc video tại đây, em sẽ đi tham khảo một chút nữa các cái ở đây bên này nữa, quên mất đây có nhiều cái dàn mini hỏng lắm nhưng mà toàn cái dàn đời cũ cổ nó không có nhiều chức năng, thì có CD rồi AM FM nhưng không có những Bluetooth hay là NFC thì hầu như nó không có. Đấy thì em xin kết thúc video tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau ạ.